Xin chào các bạn học sinh, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn tả ngoại hình của con vật mà em yêu thích. Nội dung như sau. Miu Miu nhà em là một chú mèo nhỏ nhắn nhưng vô cùng mũm mĩm và đáng yêu. Chú thuộc giống mèo lông ngắn nên có bộ lông dày, ngắn và mềm mịn, màu vàng nhạt. Cơ thể của chú tròn trịa như một quả dưa hấu to, đặc biệt là phần bụng phình to trông như cái trống. Khuôn mặt của chú tròn xoe, hai má và cổ thì đầy đặn, khiến ai nhìn cũng muốn nựng. Đôi mắt to tròn lấp lánh cùng cái miệng nhỏ xinh tạo nên vẻ dễ thương khó cưỡng. Tai của Miu Miu màu hồng nhạt trông như cục gôm nhỏ, vì mập nên chiếc cổ của chú gần như biến mất. Bốn chân ngắn cũn trông rất ngộ nghĩnh, còn chiếc đuôi dài và uyển chuyển là niềm tự hào của chú. Mỗi khi có người đến, Miu Miu đều ngoe nguẩy đuôi để được vuốt ve. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh cách viết đoạn văn tả ngoại hình của con vật mà em yêu thích. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.